Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ben Computer. Mình là Thành và đồng hành với mình ngày hôm nay chính là mình là Phương Phạm. Yes. Thời gian gần đây thì rất nhiều tân sinh viên đang chuẩn bị, giáo diết chuẩn bị nhập học vào trường đại học của mình, và cũng như là các bạn đang háo hức nhận được những món quà công nghệ từ bố mẹ của các bạn. Ngày hôm nay thì mình và anh Phương sẽ giải đáp cho các bạn về những cái thắc mắc và những cái câu hỏi của bạn về những cái sản phẩm công nghệ đó, và tư vấn cho các bạn về những sản phẩm hợp lý nhất, tốt nhất, làm sao cho để thỏa mãn cái sự thèm khát món đồ công nghệ của bạn. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng chúng mình trả lời các câu hỏi nào. Let's go. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên của một bạn tên là Bảo Dương 2K3. Em mới đốt kiến trúc, nhà có con PC nhưng lại để lại cho thằng em để chơi game. Budget của em tầm 30 cảnh thì nên chọn Dell Vision hay là HP ZBook của anh? HP ZBook ạ. Hai sự lựa chọn này thì khá là ngang tài ngang sức anh nhỉ, đúng không? Ví dụ như em nói trước nhé, thì xin phép nói trước nhé. Okay. Ví dụ như là nếu mà là em ấy thì em sẽ chọn Dell. Về Dell thì nó có một thế mạnh đầu tiên là chip xử lý của nó thì là i7 đầu 6, còn của HP thì là đúng. HP là i5 đầu 11 thì con chip này khá là mạnh và nó có vẻ là nhỉnh hơn đôi chút so với con i7 đầu 6 của em, đúng không? Thế còn cái RAM ấy, RAM của Dell thì sẽ là DDR4 22, em nhớ nhầm thì là 2133 MHz thì phải. Đúng rồi. Và con HP thì nó có DDR4 3200 MHz. Nhưng mà tuy nhiên thì con HP nó chỉ nâng lên được 32GB, và con Dell thì nó lại nâng lên được 64GB tối đa thôi. Wow, thế là cũng khá là nhiều chứ. Mà con Dell của em ấy thì nó chạy các màn hình Quadro mà 1200GB cơ. Thực ra thì con HP nó chỉ chạy được khoảng chip Intel Iris Xe Graphics nó chỉ nhỉnh hơn con Ultra Graphics thôi. Là một chút. Đúng rồi. Thế thì ngoài ra thì em muốn nói qua một chút cái ngoại hình ấy ạ. Thì như em dùng bình thường nhá, em thì dùng Dell quen rồi. Tại vì Dell nó rất là cảm giác không hiểu sao nhưng mà dùng nó thì rất là mạnh mẽ, kiểu nó rắn chắc ấy. Đúng rồi. Thì con Dell là những cái con mà mình thấy rất là con nhỏ gọn và nó rắn chắc. Đúng. Tuy nhiên thì con HP thì mình lại thấy nó có chút gì đấy nó sang trọng hơn và kiểu nó vuông khối. Tại vì nhà phát hành HP thì thường người ta sẽ kiểu làm để cho nó bền ấy. Mình nghe cái HP là mình đã thấy bền rồi. Đúng rồi. Và cầm cảm giác nó rất là sang tay, mịn ấy. Đúng rồi. Em cũng thích hơn đấy. Vậy thì ok, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ hai đến từ bạn Anh Quân 86. Có phải laptop cứ nhiều RAM là mạnh à? Anh thấy câu hỏi này như nào? Thực ra thì câu hỏi này nó khá là cơ bản. Chắc là bạn ấy mới bắt đầu tìm hiểu về laptop của máy tính. Có thể là như thế. Mà khi mà bạn có càng nhiều RAM thì bạn sử dụng các cái ứng dụng nó chạy càng nhiều, và khi mà bạn chuyển qua lại những cái tác vụ trong máy tính thì nó cũng sẽ mượt mà và nó ổn định hơn. Như kiểu mình làm quay phim và thỉnh thoảng mình cũng phải lên mình làm chụp phim luôn. Cái vấn đề mà nó không đủ RAM thì nó sẽ đẩy một cái ứng dụng mình ra và nếu không là không kịp xếp là thôi. Kiểu crash luôn nên là trong khi làm đấy rất là mực luôn, nhất là anh em quay phim nhỉ. Quay phim làm phim thì cái RAM càng lớn thì chắc chắn là sẽ giúp ích rất nhiều cho cái laptop của bạn rồi. Như đặc biệt là cái khả năng đa nhiệm mà anh Phương nói, tức là khi mà bạn chuyển giữa các tác như làm việc hay mà học bài thì nó nhanh hơn thì chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn hơn rồi. Vậy là kết luận là laptop nhiều RAM. Ok, chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ ba của một bạn tên là Khâm Mùi. Chào bác Thím, em đang học làm code, cho em hỏi linh kiện nào nên ưu tiên nhiều để máy chạy mượt mà. Bạn này là học code anh ạ? Học code ạ? Thực ra thì khi mà làm code thì nó sẽ tốn cái dung lượng từ chip rất là nhiều. Nên bạn nên giải quyết vấn đề về chip trước, mà trước đấy thì bạn nên có một con mainboard để phù hợp hơn với chip nhé. Đúng rồi. Rồi tiếp theo nữa thì bạn nên up RAM, tại vì cái hiện tượng tràn RAM nó xảy ra thường xuyên với người làm code. Như kiểu ông em mình đi ngồi làm code thì nhiều hôm mà đang chạy code là mày nghi không? Kiểu tại sao mày đang nghi? Là mày đấy. Thì chắc chắn nguyên nhân vẫn là do cái RAM thôi. Và em thấy là thường thường ấy thì nếu mà các bạn kỹ tính một chút thì mình nên dọn dẹp cái máy tính của mình.
Tức là sau khi mà có những cái file nào bạn không dùng, hay là cái file nào hình ảnh nào video mà bạn không dùng, bạn hãy xóa đi để tránh những cái trường hợp mà bạn tải lên tải về từ máy tính xuống ấy, nó sẽ có những con virus hay gì đấy, thì những cái file đấy nên xóa đi nhỉ. Đúng rồi, không nên để quá nhiều trong máy. Đúng rồi, bạn nên lưu tên một cái tên dễ nhớ và để kiểu dễ xóa, biết là à cái này à, mình phải xóa đi, mình rồi. Không cần nữa. Còn cái nào quan trọng chắc chắn là bạn sẽ phải lưu tên dễ nhớ nhất, gỡ tay một phát là ẩn ở đời. Câu tiếp theo đi, bạn Đào Sơn 171 thì có hỏi là anh ơi tư vấn cho em tai nghe dưới tầm dưới 1 triệu, cụ thể 500k, dưới 1 triệu cụ thể 500k ấy. À hình như là bên mình bên ben.com.vn trên trong web của mình em vừa thấy một con tai nghe khá ổn nhá. Thì em đi lấy nhá. Ok. Đây vừa lấy ra từ kho xong nhá. Thì giới thiệu các bạn đây là em tai nghe VH160. Thì bên mình đang giảm giá cái này xuống còn tầm, em nhớ là còn tầm 450 hay sao ấy. Thì nếu như các bạn muốn trích giá kỹ hơn thì các bạn hãy lên link của trang web ben.com.vn, mình để dưới mô tả nhé. Ngay bây giờ thì mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem. Ok, em tai nghe chúng ta đã có mặt ở đây. Trước tiên thì anh Phương có thể giới thiệu cho em những cái tính năng gọi là ưu điểm mạnh của em tai nghe. Thực ra thì em tai nghe này vừa nhìn đã biết là nó sẽ ôm tai rồi. Và với trải nghiệm của mình trước đây với em nó thì nó khá là ổn và tiếng bass khá là sướng. Tiếp nữa thì cái phần mà cách âm của em ý rất là tốt, để khi mà bạn chơi game những cái game bắn súng như kiểu CSGO hoặc là những cái game kiểu Naraka rồi PUBG Mobile, bạn có thể nghe tiếng chân địch hay là tiếng súng tiếng đạn gì đấy, em biết được mình chuẩn bị đạn đỏ đâu. Và thì thực ra là em có thấy một cái điểm mạnh như em Phương là tại sao người ta lại sản xuất là ra cái dây này nó chỉ là một cái USB và một đầu USB này. Đơn giản là cái này thì nó có. À rồi. Thực ra thì khi mà bạn có dây jack 3.5 thì thường nó sẽ có thêm hai cái jack nữa, là jack tai nghe để nghe và jack cắm của mic. Đúng rồi, bình thường em cũng thấy kể cả tai nghe bây giờ em dùng ở nhà ấy, nó cũng có một cái dây nối 3.5 ấy. Nhưng mà sao cái này nó kiểu mỗi như này thôi nhỉ? Nếu không em thì cần cắm một cái này là em xong rồi. Trong khi cái kia em phải lần xem là đây có phải lỗ mic không, đây có phải lỗ tai nghe không. Đúng rồi. Sau cuối cùng nhiều khi mà cảm nhận nên là không nghe thấy đâu, đừng nghe hỏng. Lỡ tay một phát là còn gãy luôn cả cái jack 3.5 đấy thì dở. Đúng rồi, jack 3.5 dễ gãy hơn con này. Đúng rồi. Và ô cái này có cả đèn led rồi anh. Đúng rồi, con này có đèn led mà em. Đấy nhá, thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là tốt để cho bạn Đào Sơn 171 có thể tham khảo xem. Nếu như mà bạn quan tâm đến sản phẩm một cái chi tiết hơn ấy, thì mình có để sản phẩm dưới link mô tả nhé. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng anh Phương nhé. Ok. Bạn Linh Trang 176 có hỏi là: em chào các anh, em mới đỡ mạnh thương, em mong được tư vấn top 5 chiếc máy tính phục vụ cho việc học tập, làm luận án và giải trí. Mẹ em nói cứ mua đi, tiền không phải là vấn đề, mong được các anh trả lời ạ. Bây giờ đúng là cái dân gọi thường để nghe nói câu nào món câu đấy. Em mới bảo có top 5 chiếc máy nào phục vụ cho học tập và luận án giải trí thì cũng khá là cơ bản, thì anh nghĩ là tầm giá tầm bao nhiêu thì nó có tính? Nếu mà em chỉ phục vụ những cái tác vụ cơ bản và học tập và thỉnh thoảng đi chơi một cái số cái game nhẹ nhàng, hay là em có thể ngồi làm Photoshop một chút rồi làm Excel, làm luận án gì đó, thì anh vừa làm một cái video về top 5 máy làm mùa dịch này. Thì link video mình anh sẽ ghi dưới comment và bây giờ thì anh sẽ đặt cho em 5 chiếc máy nhá. Đầu tiên là Dell Latitude 3420, Dell Inspiration 5310, thứ ba là Acer Aspire 3 A315, tiếp là con Acer Aspire 5 A514 và cuối cùng là Lenovo IdeaPad Slim 3. Em biết loại Lenovo này không? Có phải là kiểu anh em biết đã là kiểu mở ra được. Đúng rồi, có thể mở ra được không? Wow, em nói thật là em chưa được nhìn sờ cái loại này cơ. Nhưng mà cũng là top 5 cái lựa chọn này thì rất là sáng suốt đấy và khá là tốt đấy. Và tất cả những sản phẩm này thì có trên Ben nhé, các bạn nhớ nhá. Ok, thì ngày hôm nay mình và anh Phương rất vui và rất là phấn khởi vì đã được trả lời tất cả câu hỏi của các bạn tân sinh viên đang chuẩn bị nhập học ở trường đại học.
Và các bạn nhớ nhá, nếu như mà các bạn có nhu cầu mua trực tiếp các loại laptop, máy tính, PC hay điện thoại thì các bạn hãy đến ngay cơ sở của Ben Computer tại số 5 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Và đừng quên like và bấm chuông cho Ben Computer nếu bạn thích video này nhé. Ok, và chúc các bạn nhập học vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.